Vâng. Chị làm gì vậy chị? Đang thụ phấn cho mấy em dưa leo, hy vọng là mấy em nó đậu. Ôi chị ơi, có một trái nó bự kìa. Xin chào quý khán giả của Hồ Trâm với Pixel. Hiện giờ thì Trâm đang ngồi trên cái mái nhà và đang chiêm ngưỡng trái dưa leo. Và Trâm không hiểu là tại sao em này với em này, hai em này nó cùng ra với nhau cùng một ngày mà em này to đùng, còn em này vẫn nhỏ. Vậy là tính tỏ là em này là coi như hư rồi, em này hư rồi cho nên mới cọt lót như vậy. Còn em này nè, mới có mấy ngày thôi mà trái nó to như thế này cả nhà. Và Trâm cũng không có biết là nó già hay chưa nữa, đã ăn được hay chưa nữa. Ôi to dã man luôn nha. Ôi dưa leo nhìn đã thật sự luôn á. Trâm nghĩ là chắc ăn được rồi á hả, ăn được rồi á, mình đâu lớn được nữa đâu. Ôi trái leo gì mà u nu u nần hà. Ở dưới đây có một trái u nu nữa nè cả nhà, núp trong cái lùm cây rồi, mọi người không thấy đâu. Thấy rồi. Mà cả nhà ơi, thật sự là Trâm thấy nó trái đậu rất nhiều luôn, nhưng mà không hiểu sao mấy cái trái nó mới vừa ra nó bị vàng vàng ở trơn rồi. Mà Trâm cũng không có thụ phấn gì cho nó ở trơn á, mà không hiểu sao nữa, nó rớt nó, con gì nó, hay là con gì nó chích nó cắn hay ta, con gì nó chích nó cắn hay sao á, mà nó vàng hết trơn rồi. Như cái trái này nó mới vừa ra mà nó bị vàng luôn rồi nè, chưa gì mà nó vàng tiêu rồi. Mấy trái này nè, sao mới ra mà vàng rồi. Đây nè, đây như cái bông này nó chưa nở đi mà Trâm phát hiện ra là chu cha là rầy rầy quá trời rầy luôn nè, quá trời rầy luôn. Mấy em rầy này em phá hoài luôn, bữa Trâm xịt một lần rồi đó, Trâm xịt một lần rồi, hay là tại bữa mình xịt thuốc nhiều quá không, mấy trái dưa leo chết không ta. Bữa mình xịt tỏi ớt này nọ mà mình xịt cái đó đa phần là mình xịt mấy em rầy vô mấy cái bông mấy cái lá không à. Ui cả nhà ơi, đã không cả nhà ơi, vô cận em, vô cận trái dưa leo đi đó, trái dưa leo đã ghê luôn á, thật sự luôn. Rồi bây giờ đi qua trái khổ qua, bây giờ đi qua cái khổ qua nha, mà mình không có đi đường kia mà mình đi đường hàng rào, bên đây đi đường hàng rào. Giờ leo xuống nó cực lắm. Mấy tí mình đứng đây mình thấy được mọi người luôn. Đây cả nhà, ngày hôm nay thì ở bên đây thì lại có em củ hoa này nè, vàng ươm luôn nè cả nhà thấy không đó. Củ hoa này là Trâm để giống, em để giống cho nên là cái trái khổ qua đó đây nó vàng ươm luôn, là đẹp ghê luôn á, để mình để giống á cả nhà. Còn ở đây là có thêm vài trái nữa nè, đây có thêm mấy em, có thêm một em mới nữa nè. Ui ở ngoài đây có một em nữa nè, đây nè, ở ngoài đây có một em nữa nè cả nhà. Trời ơi, khổ qua bên đây đã trái quá trời luôn cả nhà, biết sao không, đợt đầu tiên á Trâm bấm đọt nó rồi cái xong nó ra được, nãy giờ thấy vậy chưa. Sợ bị từ nãy giờ rồi. Đây ở bữa đó là Trâm bấm đọt một lần rồi, xong rồi cái nó lên đâu được cái nó hết phát triển rồi, nó ra được cái mấy trái à. Cái xong tiếp tục Trâm bấm đọt của cái đọt đó nữa, xong bây giờ nó ra quá trời đọt luôn, ra quá trời đọt và quá trời trái luôn nha. Bữa nay cái vàng khổ qua của Trâm là chắc cũng được 5-6 trái rồi cả nhà. Ui quay đây có một trái nữa nè, mình không biết. Hai trái nè, một trái, hai trái, ba trái nè, bốn trái nè, năm trái nè. À, những cái trái này là những cái trái chắc chắn nó đậu rồi nha cả nhà. Lứa đầu tiên là Trâm ăn được mấy trái thì coi, Trâm để lại giống hai trái, Trâm để giống hai trái này, trái này nó vàng ươm luôn. Bữa nay là Trâm lên đây Trâm thu hoạch đó chính là ui đậu biết, bữa nay nó cũng bung bung ra quá trời luôn nè. Bữa nay Trâm bị thiếu dây á cả nhà, Trâm không có dây để Trâm cột mấy cái em này lên cho nó chắc chắn luôn. Đây thiếu dây hồi giờ, không dây ở đâu ta, lấy cái dây này được không, cái dây có này hết kéo. Sử dụng rồi, để lấy cái kéo không còn có dây. Rồi nè, qua vườn rau cho cả nhà đi, ớt nè, ớt trái đồ lớn quá trời luôn kìa. À, đang tước cái dây này, mấy cái dây này mỏng mỏng đi, về nhà không có dây, chứ có dây là mình cột nó lại cho nó chắc chắn, nó bám vô trong cái thành đó cả nhà. À, giống như cái dây này nè, cột nó vô đây tại vì nó còn leo nữa đó.
còn leo nữa, cho nên mình cột cho nó cố định cho nó chắc chắn cho nó leo lên, chứ để nó ngã nó xiên xẹo đầu này xiên xẹo đầu kia tùm lum hết. Đó, cột đỡ đi nha. Rồi qua dịch đi rồi mua được dây rồi về sẽ đầu tư cho mấy em tốt hơn nha mấy em nha. Còn giờ cột đỡ nè. Bữa nay Trâm thu hoạch cải nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Mấy tháng trời trong mùa dịch này nè, mình không có đi làm được á, thì mình ở nhà mình đã học được những cái kỹ năng để trồng rau nè, rồi làm bánh nè. Đó. Thì mình không có lãng phí cái thời gian mình ở nhà cả nhà. Mình rất là vui vì mình cũng học hỏi và thành công trong cái lĩnh vực mà trồng rau. Như vậy là thành công rồi, đâu cần gì cao sang đâu. Mình ra mình trồng cây mà nó ra trái là mình vui rồi cả nhà. Nó không ra là mình buồn thiệt. Trồng mà nó không ra là nó buồn. Mà bữa nay mà nó ra là vui lắm rồi. Ông Trọng bữa nay còn chưa lên cái vườn rau của Trâm thử nữa. Ngày nào Trâm cũng chụp hình á, xong Trâm up lên, Trâm kêu ủa sao chồng không lên thăm vườn rau của vợ vậy. Ông kêu trời ơi, vợ chụp up lên thấy mỗi ngày rồi cần gì coi nữa. Nói vậy đó. Chịu nổi không? Cả nhà thấy cái gì chịu nổi không? Không có thăm cái vườn rau của vợ mình trồng như thế nào. Trâm đeo bên đây. Mấy em này cần phải cố định vô. Mấy này nó còn leo lên nữa đó cả nhà. Cứ móc nó vô rồi nó leo lên, nó leo qua hai phía luôn. Bữa nay mọi người thấy không, cái dây khổ qua của Trâm bữa nay nó lan lên tùm lum luôn á. Mấy cái ớt Trâm trồng cũng 2-3 tháng nay bữa nay cho trái rồi nè. Cà chua này không biết đến khi nào đây. Ê, cà chua chuẩn bị ra bông rồi. Cà chua chuẩn bị ra bông rồi nè cả nhà. Đó, bây giờ mình phải tưới phân này nọ vô. Những cái giai đoạn cái lúc mà nó mới vừa chớm nở đây là mình phải tưới phân rồi vô nè. Rồi cải bữa nay là Trâm thu hoạch cải luôn nè cả nhà. Cải thu hoạch luôn chứ để nó hư hết. Nó già chứ không phải nó hư. Đó, trời ơi, cùng là cái gì? Mồng tơi nữa. Đây, thu hoạch mồng tơi nha. Đây, Trâm thu hoạch mồng tơi nha cả nhà. Hồi nãy cái bình ngược tối không? Đây, thu hoạch mồng tơi đi. Bây giờ mồng tơi khiên vô luôn đi chứ ha. Đó, mồng tơi nè, cả nhà coi là mồng tơi đâu. Khán giả chỉ Trâm là mình cắt cái đọt ở trên đây để nó bung chồi ra nữa. Thì mình cắt cái đọt ở trên mình ăn thôi nha. Mình để cho nó đâm chồi được nữa nha. Hồi hộp quá. Đây, mình sẽ cắt cái đọt này thôi. Để mình xuống mình nấu lẩu mình ăn. Mình để cho cái chồi cho nó đâm lên. Đó, mình cắt mấy cái cạnh này nè, mấy cái cạnh này là nó ra chồi nữa nè. Đây, bên này cũng y chang luôn nha. Có người thì nói Trâm là ngắt tước cái lá ăn thôi, nhưng mà Trâm nghĩ là thôi mình cắt luôn cái đọt này đi. Để cho nó lên cái cây mới, nó leo lên nữa nha cả nhà. Hôm nay là cây ngắt thù ngót rồi nè. Đó, mấy cây đây nè. Tươi ghê luôn á, non ơi là non. Đó, mình cắt vậy nó mới phát triển, nó mới mọc lên được. Này, như em này nè, nó cao quá trời luôn nè. Đó, khán giả kêu còn non lắm, khoan cắt, có người thì kêu cắt đi. Mà Trâm nghĩ là tới giờ mình cắt được rồi. Mình cắt để cho nó lên lứa mới, để nó lên cái thân mới. Đó, xu cha. Cũng quá trời nhiều chứ ít đâu. Đó, quá trời tươi luôn. Tươi ngon. Mới đầu Trâm không biết, Trâm tưởng là rau là mồng tơi, ăn là nhổ gốc, cắt ngang gốc luôn. Xong á may là hỏi đó nha, xong mấy chị chỉ cái ông là đem đi ấy luôn rồi. Ông là mình chơi mình ngắt ngang mình nhổ gốc luôn chứ. Bữa nay là mình để cho nó như thế này nè. Rồi cứ bắt đầu mấy cái nè, rồi nhánh mấy nhánh nè, em vô cận mấy cái nhánh nó đâm chồi lên kìa. Đó, mấy cái nhánh nó đâm chồi lên đó cả nhà. Đó, rồi. Ví dụ như mấy cái lá nào mình ăn mình cắt bớt ở dưới đây đi. Mình ăn đi cho nó nuôi mấy cái lá mới. Chứ để nó nhiều quá nó không có nuôi nổi.
Chu cha, cái này mà nó có canh cua ha, có cua á hả, nấu canh cua rau đay là ngon rồi. Mình sẽ cắt bớt lá của nó để mà cho nó phát triển. Ồ, em này còn non quá mà cắt luôn. Quá trời ngon luôn, một rổ luôn kìa em. Đã ha. Yeah. Cắt bớt cái lá. Nhiều rổ nào vậy? Thì có hai ba người ăn mà bao nhiêu là dư sức luôn. Cắt bớt lá, ăn lá cho nó phát triển nè. Đó. Để lá, mấy cái lá này mày múc nó già hết cũng uổng. Đây, một em này cắt luôn em này. Đây. Rồi mình ăn rồi mình tiếc ghê, mình sót. Tới ngày thu hoạch rồi phải thu hoạch thôi, cái sót cái gì đâu. Mình cắt luôn cái em này đi cho nó phát triển. Em nào mà ba cây á, ba cây rồi mình cắt luôn. Mình lắp cắt mất hai cây luôn đi cho nó phát triển. Đó. À, còn tơi một rổ luôn nè cả nhà. Cắt bớt cái lá đi nè. Đó. Cắt bớt lá để phát triển. Rồi. Vậy là ngon lành rồi đó. Em làm mà ba cây là cắt bớt, để hai cây thôi. Chứ để thiếu đất á, bây giờ mình phải cho thêm đất vô xong mình bón phân. Dưa leo trời ơi, đã quá, mê dưa leo quá. Đậu que bữa nay nó cũng bung lá lên xanh quá trời luôn nè cả nhà. Đậu que nè, bữa nay nó bung lá ra nó xanh quá trời xanh luôn nè. Mê lắm, không biết nó có ra trái hay không, chỉ cần biết là nó dậy thôi là mê rồi. Rồi, giờ thu hoạch tới cải. Đây. Hôm nay Trâm thu hoạch cải luôn nha mấy chị. Đó. Cải đó, xuất sắc chưa? Cải thì mình cắt xét cốc nè. Mùa dịch này á, mà có cái vườn rau này là thật sự luôn là mê ly luôn á, chứ còn gì nữa. Mình cũng hạn chế mình đi ra đường á, đi chợ được, không đi chợ được. Có rau mình trồng gì mình ăn quanh năm, quanh suốt tháng. Không có ăn quanh năm mà ăn suốt tháng. Mà bây giờ mình biết cách trồng rồi. Mà Trâm hy vọng là sau dịch rồi Trâm sẽ đặt đất á, Trâm về Trâm trộn lại. Tại vì cái đất này mình bữa giờ mình trồng nó là mấy tháng trời rồi, mình phải cải tạo cái đất nó lại. Trời ơi. Đây quý khán giả thấy không, rau nè. Đó, rất là xanh luôn. Này là cải này là còn, nó còn lớn nữa đó. Nhưng mà Trâm không, Trâm sợ đợt trước nó bị mập cái bông lên, nó sợ nó bị già. Cho nên là cỡ này là mình cắt luôn là được hơn một nồi canh rồi đó. Mình chấm dính chùm đi ăn. Chu cha là tốt không? Mấy cái lá già này mình cắt mình bỏ đi nè. Bà Su về lên đây bà ngồi vậy bà Su. Hả Su, đưa đây mày cắt lông cho Su. Đây. À, hôm qua cả nhà tự nhiên con mèo ở đâu của hàng xóm á, nó leo qua nhà mình. Mèo màu xám đẹp lắm, mèo xa màu xám đeo cái vòng cổ với lại cái số điện thoại, cái số điện thoại nó bị mất hai số đuôi rồi không gọi cho chủ được. Đó, xong rồi ngày hôm nay mình phải nhờ cái bác tổ trưởng mình hỏi coi trong xóm mình có ai mất mèo không. May quá có một anh hôm qua anh ôm mèo về rồi. Hôm qua anh nhận con mèo về. Ông trọng cả đêm không ngủ canh con mèo. Nào là lấy sữa cho nó uống, lấy xúc xích cho nó ăn. Ôi hai cái bụi cải này nè. Ở đâu có cộng rau muống này chàn. Bà giờ gieo rau muống đi. Hết rau muống rồi. Cải tốt quá. Chu cha. Chu cha là cải. Chu cha. Chu cha là cải. Ôi trời ơi. Trời ơi, đã chu cha. Không ăn là để nó già rồi. Đó. Đã ghê không? Còn một bụi cải bên kia nữa. Mình để mình lau thu hoạch sau. Mình ăn cái này xong nữa là mình đi thu hoạch tiếp. Không là bỏ uổng. Nó có mấy cây thôi đó mà cả nhà thấy không? Quá xanh mướt luôn nè. Quá đã luôn. Rồi cái này tiếp tục nhổ gốc lên, rồi tái tạo lại, trồng cái khác tiếp nè. À, có mấy cây cải thôi đó mà quá trời lá luôn, tươi tốt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bứng cái lứa cải mới mình gieo nha cả nhà. Đây. Cà chua có 104 cây này là xuất sắc luôn rồi đó. Rồi đây đó nè, cải cây nữa nè.
Rồi bây giờ cái này để mình tái tạo lại. Đâu rồi, tẩy cay đâu rồi? Ê, tẩy cay là ngon ghê không? Ở đằng này là cái lùm cải này này, nó cũng lớn rồi nè, nhưng mà nó chưa có đủ lớn bằng cái kia. Lật mấy cái lá vàng mình dục đi. Đó, cải nè, trời ơi, cải này nên bữa nay Chăm bứng nó ra, Chăm nó cũng phát triển hơn bình thường luôn rồi cả nhà. Rồi rau quế đây. Rau quế này thì Chăm gieo đó, thì Chăm để cho nó lớn một tí nữa rồi Chăm sẽ bứng ra, Chăm trồng ngoài cái chậu kia luôn nha. Thì bây giờ ở đây nó có mấy cái bụi cải nè em. Ở đây nó có mấy bụi cải nè, mình nó còn nhỏ nè. Đó, mình sẽ nhổ cái cải này qua để mình trồng qua bên cái chậu bên kia nha. Tại vì cái này làm bữa gieo đại trong đó xong rồi nó ngọt lên quá trời. Hôm nay dỗ tổ xong rồi lên thu hoạch rau luôn á. Rồi đi chỗ đó mấy đứa, mẹ bứng cái cải này qua mẹ trồng nè. Cái cải này nó còn nhỏ quá nhưng mà bây giờ không bứng là không được. Bứng mình qua kia mình trồng cho nó nhanh lớn. Trời ơi. Nè. Đó. Mình bứng qua kia mình trồng. Cái này làm bữa để đỡ trong đây thôi. Ai ngờ đâu nó lớn. Cây tốt rồi. Lần qua mình chọn những cây ưu điểm thôi nha. Những cây nào to để mình trồng thôi. Còn lại mình nhổ hết chứ để làm gì nữa. Nó không có lớn cái cây khổ qua của mình. Đó. Này là khổ qua nè, thiếu đất rồi nè. Đi dồn đất vô đây. Cái này để mình bứng ra mình trồng nè, vậy chứ mấy bữa nữa mình bứng ra là nó tốt quá. Rồi. Ê dạ, Su ơi là Su. Ở bên đây còn đất. Bây giờ bên kia cũng bạc cho nó lớn. Mua qua bồn ngót kìa, bồn ngót có tốt kìa chưa? Ngót đã ha, xanh ha. Đó, thêm đất vô cho củ qua. Đang lớn dần. Đó, ngót đó. Rồi bây giờ chỗ nào còn đất nữa đây? Chậu này còn đất nè. Em cho qua bên cà chua, để thêm đất vô cà chua nó ra bông rồi. Thêm đất vô cà chua xong rồi tưới phân. Ở đây cái rổ đó vậy chứ một tấn rau đó cả nhà, không có giỡn đâu. Một tấn lần á. Thêm đất vô cho cà chua. Rồi nó tưới phân. Rồi thôi kết thúc clip ở đây nha cả nhà. 18. Hả? 18. Ừ, kết thúc clip ở đây luôn. Đây. Ngày hôm nay thì Chăm rất là vui khi mà thu hoạch được một rổ rau, đó là cải với là mồng tơi nha. Sắp tới là mình sẽ thu hoạch cải tây với lại cải cây, bồ ngót nữa. Cà chua thì hy vọng là đang ra hoa rồi. Cái giai đoạn nó đang ra hoa là mình phải tưới phân cho nó để cho nó tốt hơn nha. Dưa leo cũng ra trái, củ hoa cũng ra trái, thì đó là một cái thành công trong mấy tháng mùa dịch của mình. Cảm ơn quý khán giả gần xa đã góp ý cho Chăm để là giúp Chăm trồng cây tốt hơn. Rồi cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại trong clip sau.